Chào các bạn học sinh đến với môn học tiếng Việt lớp 1. Hôm nay cô giáo Hương Giang sẽ đồng hành cùng các bạn hoàn thành phiếu ôn tập cuối tuần này nhé. Chúng ta bắt đầu giải phiếu ôn tập tuần này nhé. Phiếu ôn tập cuối tuần, tuần 19. Ở tuần này chúng ta sẽ ôn các vần o a o a, o e e, u e e, u i u, o a i o a, o a i o a, o a cỡ rác, o a tổ ác, o a nở oan và o a ngỡ oan. Chúng ta bắt đầu đi vào một bài tập số 1, nối theo mẫu. Ở đây cô có mẫu. Đây chính là hoa huệ. Thì trong hoa huệ sẽ có vần ue ue, hờ ue ue, nặng huệ. Vậy ta sẽ nối bông hoa huệ này với vần ue ue. Sang bức tranh đầu tiên, đây là bức tranh của hoa thủy tiên. Thì hoa thủy tiên sẽ có từ thủy. Từ thủy sẽ có âm thớn trước và vần ui ui đứng sau. Vậy bức tranh hoa thủy tiên ta sẽ nối với vần ui ui. Bức tranh thứ hai, đây chính là hoa đây chính là hoa hoàng yến. Thì hoa hoàng yến có từ hoàng. Từ hoàng sẽ có âm hờn trước và vần o a ngỡ an đứng sau. Vậy ta sẽ nối bức tranh hoa hoàng yến này với vần o a ngỡ an. Bức tranh số 3, đây chính là hoa hoa oải hương. Hoa oải hương ta có từ oải sẽ có vần o a i oai. Vậy bức tranh số 3 này ta sẽ nối với vần o a i oai. Bức tranh tiếp theo ta có tranh một bức tranh của hoa loa kèn. Hoa loa kèn ta sẽ có từ loa. Từ loa sẽ có âm lớn trước, vần o a oa đứng sau. Vậy ta sẽ nối bức tranh hoa loa kèn này với vần o a oa. Và bức tranh cuối cùng ta có, đây chính là hoa hoa xoan. Hoa xoan sẽ có từ xoan, có âm sờ đứng trước và vần o a n oan đứng sau. Vậy ta sẽ nối bức tranh hoa xoan này với vần o a n oan. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1 và tiếp tục sang đến bài tập số 2. 2. Đọc câu nối câu với hình. Câu đầu tiên sẽ là câu hoàng lan khoe sắc vàng tươi. Đâu chính là bông hoa hoàng lan các bạn? Đây chính là hoa hoàng lan khoe sắc vàng tươi nè. Các bạn có thấy đây là một bông hoa màu vàng rất là sặc sỡ và rất là vàng tươi đúng không? Ta sẽ nối câu này với bức tranh hoa lan vàng tươi. Tiếp theo, cây vạn tuế thật uy nghi. Cây vạn tuế thật uy nghi. Cây vạn tuế chính là bức tranh này đây. Ta sẽ nối câu này đến với hình của cây vạn tuế. Rồi, sang câu tiếp theo. Giò nâu xoay trong gió. Các bạn có biết đây là những quả trò nâu nè. Khi quả trò nâu rụng xuống thì nó sẽ xoay 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 như những chiếc chông trống. Vậy ta sẽ nối câu trò nâu xoay trong gió với bức hình này. Và cuối cùng, hồng nhung tỏa hương thơm ngát. Đây, bức tranh cuối cùng đây chính là bức tranh hồng nhung. Ta sẽ nối câu hồng nhung tỏa hương thơm ngát này với bức tranh này. Vậy là ta đã tiếp tục xong bài tập số 2. Sang bài tập số 3, đọc bài. Các bạn cùng lắng nghe cô đọc, sau đó hãy đọc lại theo cô nhé. Tết đến, đường hoa Nguyễn Huệ được trang hoàng thật lộng lẫy. Những khóm màu gà lớn, nhỏ, khoe sắc đỏ tươi, hướng dương, cúc, vạn thọ, khoác áo vàng rực rỡ trong nắng. Dòng người nườm nượp đổ về xem hoa và tham gia các hoạt động ngày xuân.
À, sau khi các bạn đọc bài thì ta sẽ trả lời câu hỏi là dòng người nườm nượp đổ về đường Hoa Nguyễn Huệ làm gì? À, dòng người nườm nượp đổ về xem hoa và tham gia các hoạt động ngày xuân. Vậy ở đây ta sẽ trả lời câu hỏi này là họ xem hoa và tham gia các hoạt động ngày xuân. Tiếp tục sang bài tập số 4. Điền vào chỗ trống A, điền giờ hoặc gì? À, ở bài tập này các bạn sẽ quan sát đây là bức tranh của hoa gì. Sau đó các bạn sẽ phân tích xem ta sẽ điền giờ hay gì vào ô trống này nhé. À, bức tranh đầu tiên đây chính là hoa dâm bụt. Vậy thì từ hoa dâm bụt ta sẽ có âm giờ đứng trước. Ở đây ta sẽ điền âm giờ. Bức tranh tiếp theo đây là hoa dã quỳ. Thì hoa dã quỳ sẽ có từ dã sẽ là âm giờ đứng trước. Vậy ở đây ta sẽ điền âm giờ. Tiếp tục đây là bông hoa giấy. À, hoa giấy sẽ có từ giấy sẽ là âm xi đứng trước. Vậy ta sẽ điền âm xi. Sang bài tập B. Đi âm chờ hoặc âm trờ. Tương tự như bài tập A thì ta sẽ quan sát bức tranh là bông hoa gì. Thì ta sẽ điền các từ thích hợp vào chỗ trống. Đầu tiên đây chính là bức tranh của hoa chuông. Vậy thì hoa chuông có từ chuông sẽ là âm chờ đứng trước. Vậy ta sẽ điền âm chờ. À, bức tranh số 2. Đây là hoa trang leo. Vậy hoa trang leo thì có từ trang là âm trờ. Vậy ta sẽ điền là âm trờ. Và cuối cùng đây là hoa trạng nguyên. Hoa trạng nguyên ta sẽ điền âm trờ. Vậy chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 4. Tiếp tục sang bài tập số 5. Tập viết Hoàng Anh, Oải Hương, Ngàn Hoa Khoe Sắc, N. Ở bài tập này các bạn sẽ viết theo mẫu trong sách đã hướng dẫn và viết vào từng dấu chấm. Chúng ta cùng nhau đến với bài tập cuối cùng, giải câu đố. Các bạn hãy cùng cô đọc câu hỏi và giải câu đố này nhé. Cành hoa phơn phớt sắc hồng, khi nào hoa nở mùa đông sẽ tàn. Là hoa, à đó chính là hoa đào. Vậy ở đây ta sẽ điền từ đào, sẽ có âm đờ đứng trước, vần a o a đứng sau và thanh huyền. Sang câu đố thứ hai. Xuân sang ấm cả đất trời, bệt màu hoa nở vàng tươi trên cành. Đó chính là hoa gì các bạn? À, đó là hoa hoa mai. Vậy ở đây ta sẽ điền từ mai, sẽ có âm mở đứng trước, vần ai ra đứng sau. Vậy là cô cùng các bạn đã cùng nhau giải xong hai câu đố và xong tất cả các bài tập tuần này rồi nè. Hẹn gặp lại các bạn ở những tuần sau nhé.